Ok các bác, bây giờ thì sang xem tí đất dịch vụ quá nha. Nếu mà bác nào mà chưa biết ý, thì em muốn nói là đất dịch vụ Đại Yên ý, thì sẽ nằm ở cạnh cái đường 40m Lại Yên nối ở Vân Canh quá nha. Đấy, như bác thấy ở trên trong ảnh này thì cái đường 40m Lại Yên Vân Canh ý, thì nó sẽ nằm sát ở đất dịch vụ Lại Yên luôn. Đó, chính vì thế mà những cái ô nào mà ở góc và ở sát mặt đường này ý, thì cái giá trị rất là lớn đấy. Như các bác thể thấy trong ảnh này thì đây chỉ là một nửa đường 40m thôi. Và cái đường mà đang làm này, này cái chỗ em đang chỉ này, thì mai sau sẽ là một vườn hoa rộng 5m thôi nha. 5m vườn hoa. Và cái đường cũ này này thì sẽ mở rộng thêm ra. Đấy, nhưng mà tính ra sẽ mở rộng gấp đôi ra đấy. Đấy, ok. Thì bây giờ thì em và các bác sẽ đi xem một ô 55m là Yên thôi nha. Dịch vụ là Yên nha. Đấy. Đây, các bạn thấy đây chính là sơ đồ chung của sơ đồ tổng của đất dịch vụ Lại Yên. Đó thì cái đường 40m Lại Yên Vân Canh thì đây, thì nó nằm ở cái đường này đây, đường rộng em đang chỉ đây này. Đó, thì cái ô 55m của em thì nó sẽ nằm ở phía bên này. Mà em sẽ giới thiệu qua các nhá, thì ở bên dịch vụ Lại Yên này thì ở phía sau này là sẽ có một cái đường 24m các nhá. 24m giáp giữa khu dịch vụ Lại Yên và khu đô thị. Khu thị phía trên này đây cũng rộng 21 hecta. Đó thì sẽ nối với nhau bằng cái đường 24m đấy. Thì cái ô của em ấy 55m này nó sẽ nằm ở sát cái đường 24m, các bạn có thể thấy ở trên này đây, đây ở trên này nhé. Đấy thì không hề đường đâm các bác nhá, không hề có đường đâm luôn. Đây có thể thấy một cái đường đang chạy giữa khu này đây, thì ô này về đường đâm này, còn cái ô này của em thì không hề nhá. Ô này của em nhìn ra phía ô góc đối diện cơ. Đấy, thì hiện tại đi ô này thì mình sẽ đi cái đường phía sau đây, 24m phía sau đây, rộng lắm. Đấy, mình thấy chưa?